cảm thấy lúc nào ở trong cái xóm này mình cũng bị ức hiếp hết á. Lúc nào sáng ra là sẽ có cái truyền thống là mọi người sẽ nhìn quần áo của mình rồi chê bai. Xong rồi hả, lâu lâu á mình được làm đội trưởng á thì mình sẽ bị cái gì tí nữa mới nói. Đó, đó. Đó, biến thái vậy là khách mời rồi đó. Nó đó, ôm nhau hả? Trời, cái bụng bự quá. Bụng bự quá, bụng bự quá. Ồ, chở người dơi hả? Mèo hả? Cái bộ đồ người dơi thì body cũng nên người dơi chút xíu. Kìa, tóc có ánh tím là ai vậy bà con? Sao vậy, lụng cũng nội bộ quá hả? Ủa, xuống không được luôn hả? Người dơi phải bay đi chứ. Xuống giờ vẫn chưa biết. Thế mời ai mà bụng mỉm quá vậy trời? Bụng bự quá vậy? Bự quá à? Hả? Trời, tướng xấu dữ vậy trời. Gì vậy? Ủa gì vậy? Gì chào đi bác rồi. Ủa gì kỳ vậy? Ôi mời ra nè. Hơi thân thiện quá vậy. Cứ nghe giọng nghèo điểm biết hả? Bây giờ chị thân đái đi với cái thân hình này. Không, nghe giọng. Số đâu? Trời ơi, muốn bụng, muốn bụng. 90, 120, 100. Phải có một cái khả năng gì đó đặc biệt cho người ta để người ta đoán chứ. Thằng nó bựa gì đâu.